Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại showroom của nhạc cụ Minh Phụng. Ngày hôm nay mình là Uyên sẽ cùng với tất cả các bạn khám phá một thương hiệu Kurtzman K250 đang được đông đảo khách hàng tìm kiếm. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với một khách bí ẩn tìm hiểu về khám phá dòng đàn này như thế nào các bạn nhé. Bên cạnh mình hiện nay là anh Lại Văn Nam, tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời anh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam. Ngày hôm nay rất vui vì anh Nam đã nhận lời mời tham gia trong buổi talk show của nhạc cụ Minh Phụng. Chào bạn. Hôm nay mình rất vinh hạnh khi được công ty mời tới đây. Thì với những hiểu biết và kinh nghiệm của mình thì mình mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cây Kurtzman K250 này. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ mình và anh Nam sẽ cùng cho các bạn thấy được một đoạn demo nhỏ trên đàn Kurtzman K250 các bạn nhé. Sau đây mình sẽ đánh một đoạn về cái điệu remix mà mình mới làm. Các bạn nghe thử ha. Dạ vâng ạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ạ. Sau đây mình sẽ đánh một đoạn đàn tranh, tiếng nó rất là thật, bạn có thể nghe thử. Khá là bất ngờ phải không các bạn? Mình ngồi đây mà cứ cảm tưởng là đang có một cây đàn tranh đang đánh. Khá là hay. Vậy thì em cũng muốn tò mò thêm là ngoài cái tiếng đàn tranh này thì có hỗ trợ thêm một cái tiếng đàn nào nữa không ạ? Thì ngoài tiếng đàn tranh này thì trong bộ này có thêm tiếng đàn bầu và một sao tiếng để cho các bạn dùng cho cái thể loại remix chẳng hạn. Là tiếng đàn tranh, tiếng đàn bầu và DJ hả? Đúng rồi. Vậy thì em cũng muốn là anh có thể demo cái tiếng đàn bầu trên cây đàn này được không ạ? Rồi, để mình thử các bạn nghe. Dạ, khi mà ngồi bên cạnh nghe anh đàn á, thì em đang liên tưởng đến một bộ phim Đất Phương Nam, nghe rất là cảm động luôn. Và ngày hôm nay sẵn ở đây thì mình sẽ cùng với tiết lộ các bạn cái điều anh Nam vừa mới làm để các bạn cùng lắng nghe xem nhé. Vừa rồi thì anh Nam cũng đã demo cây đàn Kurtzman K250 cho tất cả các bạn. Và rất là cảm ơn anh Nam vì ngày hôm nay đã có mặt và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cây đàn này. Em hy vọng rằng là trong một thời gian gần nhất thì anh và em cũng có thể ngồi chia sẻ với nhau về những điều tiếng ở trong tương lai hay hơn và hấp dẫn hơn, để cho các bạn cũng có thể biết thêm về cây đàn này ạ. Cảm ơn bạn. Xin chào các bạn. Dạ vâng, nếu như các bạn đang sở hữu cây Kurtzman K250 mà chưa có bộ sampler như anh Nam vừa chơi thì các bạn có thể liên hệ với nhạc cụ Minh Phụng. Mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Và hy vọng rằng những video tiếp theo các bạn sẽ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.